Alo anh em, lại là mình đây. Lâu lắm rồi mình mới đứt được một cái con này, không biết gọi là con gì ngang, anh em tự đánh giá ngang. Mình chỉ biết nó là tên nó là XTIN660 Mangum ngang. Hình thức bên ngoài thì khỏi phải tả ha. Nhìn máy thì anh em tự đánh giá mình á, mặt tiền chưa vệ sinh sạch mà nói gì nè anh em. Chà nữa thì chắc có lẽ dữ dằn lắm nha. Công tắc 3 tầng đồng nồng nè, nồng trắng luôn anh em, nồng trắng phao luôn nha, chứ không phải ba cái nồng điên điên thay mới nói chuyện mình không chơi à. Cái nào thay nồng mình nói thay nồng, còn nồng rin theo máy là còn rin theo máy. Cưa sao mà để cây nó quẹt chày chỗ này uổng quá. Cũng không quan trọng, chủ yếu phần trăm con máy còn cao là ok rồi. Cái cần thắng thì rớt trên xe xuống trên xe cải tiến mới cài gì á, gãy mất tiêu rồi nghe anh em. Cái đồ thắng, máy này không có thắng. Anh em nào xài thì gắn cái đó vô nha, còn cái này mình cầm của người ta sao mình để nguyên vậy mình bán, còn ai muốn gắn thì phát sinh thêm. Dên dung là nguyên gin, nồng bào bê tông gin khỏi phải bàn, dù tay giật không biết rin halo mà nắm giảng vậy là không biết rin halo nha. Chơi cho anh em tự đánh giá cho mình đi. Cái nguyên con máy này mình thấy là nhức răng rồi đó, 660 mà giờ mà còn gì thì cũng gọi là very good. Này mấy anh khai thác rồi chắc chơi được. Đợi tem vàng luôn anh em, xăng con là rin, tay cầm rin, thất bại cái là cái vụ này là mất cái tay thắng thôi, còn ngoài ra không có gì phải bàn. Mặt tiền đẹp, bô rin còn chưa thay thế bất cứ một cái gì hết. Có cái này không có mình cho cái nắp ốp khác nha, gắn vô cho nó lịch sự, chứ nó cầm mình là nó không có đem cái này, với lại cây lam nó không có đem ra. Mình cho này với lại 28 lam rin bắt vô đây, chứ không có cho đồ lô đâu nha anh em. Mình làm bí nói chuyện với đồ lô lắm đó. Đó, hình thức liền lạc, tem đít tem đầu, tem đít còn tem đầu mất, để nói tem đầu người ta cười thúi đầu à, tem đầu mất rồi chỉ còn tem đít thôi. Máy này mình không biết mới hay không thì tự anh em đánh giá giùm mình ha, còn giữ hay không thì mình nghe tiếng máy mình mới đánh giá được. Con máy giờ nói cái hình thức bên ngoài thì cũng không thể nào đánh giá được. Để thấy long lanh cành đào mà giật lên là lốp 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 là thua anh em. Mình nói là mình xong câu chuyện của mình là mình phải test cho anh em nghe tiếng máy đàng hoàng rồi mới vô thẳng vấn đề được ha. Rồi công tắc bật chạy giật hơi nặng nha anh em, hơi là dữ lắm à. Rồi mình xin phép được test máy luôn nha anh em. Yeah.
từng tiếng luôn ha anh em, quá dữ dằn. Tê tái con gà tre. Rồi anh em nào yêu thì nhắc điện thoại lên alo cho mình ha. Lâu lâu mới có một em mà gọi là gì nha anh em. Rồi này là cực kỳ gọi là hàng cái gì ta, thất truyền lâu năm của dòng Xtin này nha. Rồi ok anh em, anh em nào yêu thì liên hệ mình để chốt ngay con máy này. Ok anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Ok chào tạm biệt, bye bye anh em, hẹn anh em vào clip sau. Đó, khủng long bạo chúa cho anh em đi khai thác luôn nha. Bye bye, chào tạm biệt anh em.